Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Blockstar Insight trong loạt bài hướng dẫn về Java Swing. Mình là Việt, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Radio Button của Java. Thì cái Radio Button thì nó là những cái thành phần nó cho phép chúng ta lựa chọn về cái những cái đặc tính mà nó chỉ có cái này mà không có cái kia. Ví dụ như về giới tính, nam thì không phải nữ, hoặc là ví dụ trả lời có thì nó sẽ có một cái kèm là không chẳng hạn, tức là có hai hoặc ba lựa chọn mà chúng ta chỉ chọn duy nhất một. Thì đây về ý nghĩa của Radio Button. Ngoài cái loại này ra thì còn có một cái loại nữa, checkbox. Thì checkbox cho chúng ta phép là lựa chọn multi choice. Thì cái đấy thì ví dụ như là chúng ta chọn là bạn biết ngôn ngữ lập trình nào, ví dụ như các bạn chọn Java, .NET hoặc là về ngôn ngữ cơ sở dữ liệu chẳng hạn, thì các bạn Oracle, MySQL, tức là chúng ta có thể chọn nhiều loại với nhau. Thì đấy là về checkbox. Thì ở bài hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái Radio Button. Thì cũng tương tự những cái khác thì chúng ta sẽ tạo ra một cái frame đây với cái tên là Radio Button Demo. Thì trước hết là chúng ta sẽ thấy là bên ở trên cái chỗ thanh công cụ thì chúng ta sẽ thấy một cái thành phần Radio Button ở đây, chúng ta kéo thả nó vào. Thì ở đây chúng ta kéo nó vào. Kéo nó vào đây. Các bạn thay thay đổi những cái thuộc tính ở đây để cho nó hiển thị dễ hiểu. Ví dụ như chúng ta chọn là Việt Nam. Cái này là về đâu rồi? Text đây, ví dụ như là Thái Lan. Xong rồi là Anh chẳng hạn. Ví dụ như này. Nó có ba cái là trên cái code RD. Thì bây giờ khi các bạn chạy ở đây, các bạn sẽ thấy là chúng ta có ba cái radio button hiển thị ở bên trên, ở trên cái giao diện, trên cái frame của chúng ta click. Nhưng mà trong trường hợp này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể lựa chọn rất nhiều cái cùng một lúc, đúng không? Tức là Việt Nam, Thái Lan, England thì chúng ta có thể lựa chọn tất cả mọi thứ cùng một lúc. Thì để khắc phục cái tình trạng này thì chúng ta cần phải cho chúng nó vào một cái nhóm, tức là để chúng nó đồng bộ hóa, tức là khi chọn Việt Nam thì thôi Thái Lan, mà chọn Thái Lan thì thôi Việt Nam và Anh, ví dụ thế. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là có một cái đối tượng nữa, một cái loại nữa là radio button group ở đây. Thì cái này cho phép chúng ta nhóm nhóm chúng nó lại, chúng ta kéo thả nó vào thôi. Thì sau rồi chúng ta chọn tất cả cái đống này, hoặc là các bạn có thể giữ phím control và các bạn click từng cái một, hoặc là các bạn dê chuột toàn bộ chọn này, xong để chuột phải chọn property của tất cả những thứ này lại. Thì ở trên cái giao diện của cái thằng này, trên cái property ấy, thì nó sẽ có một cái lựa chọn đấy là cái button group ở đây, các bạn sẽ thấy đúng không, cái button group ở đây. Thì các bạn sẽ cho nó vào cái thằng mà chúng ta vừa kéo thả là tên button group 1 chẳng hạn, thì như này thì close. Thì bây giờ khi mà chúng ta chạy cái chương trình cái frame của chúng ta ấy, thì chúng ta chọn cái này thì thôi, sẽ không chọn được cái khác nữa. Đây các bạn sẽ thấy đúng không. Thì đây là xong cái phần giao diện. Tức là chúng ta đã làm thế nào để chúng ta đã xây dựng được cái việc là ba cái button này mà chúng ta chỉ chọn được một trong ba cái thôi. Thì việc tiếp theo chúng ta đấy là chúng ta phải bắt cái sự kiện của nó, tức là khi chúng ta chọn cái nào thì chúng ta phải lựa phải 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 lấy được nó, đúng không? Ví dụ khi chúng ta có một cái button nữa, ví dụ button đây là button save chẳng hạn, ví dụ như đây chúng ta đặt cái tag của nó là save, xong rồi cái code của nó là bt như này. Thì khi này chúng ta mà ấn vào save thì chúng ta có thể là lấy cái dữ liệu của nó để đẩy vào database chẳng hạn, hoặc là lấy một cái dữ liệu của nó chọn xem nó chọn nào thì hiển thị nó ra, thì ví dụ thế. Thì là làm thế nào chúng ta biết được cái nào nó được chọn ở đây, thì là chúng ta dùng cái action của nó, action perform đây. Thì khi này cái thằng ready button nó có một cái thuộc tính gọi là chúng ta đặt tên là RD đúng không, RD Việt Nam chấm isselected. Đây ví dụ như các bạn sẽ thấy đây, nó có một cái hàm trả về giá trị boolean, tức là isselected ở đây. Thì click vào đây thì khi này nếu mà nó lựa chọn thì chúng ta in ra cái dòng chữ là Việt Nam chẳng hạn. Tương tự như thế đối với cái radio button Thái Lan và England. Ví dụ như này. Thì bây giờ khi chúng ta chạy thì các bạn sẽ thấy là nó bây giờ mà ấn save nó chả hiển thị gì, bởi vì chúng ta chưa chọn bất cứ một cái nào đúng không. Click vào đây ấn Việt Nam, click vào đây
Thái Lan, click vào đây, England. Tức là như vậy chúng ta đã bắt được cái lựa chọn của radio button ở đây. Thì ví dụ như trong trường hợp mà các bạn không lựa chọn cái nào, ví dụ các bạn đặt như này, else vào đây, else vào đây, xong rồi là else một lần nữa, thì ở đây các bạn sẽ viết là please. Ví dụ như này. Thì khi mà chúng ta ấn, chúng ta không chọn gì thì nó vẫn cứ hiển thị ra một cái cho người dùng. Thì các bạn có thể thay đổi ở chỗ này bằng câu lệnh system out này, bằng cái những cái z option pane, hoặc là những cái phần về save trong database, thì rất là tùy thì tùy các bạn. Nói chung là như thế. Hoặc là ví dụ như các bạn ở đây các bạn sẽ tạo một cái biến ở đây, ví dụ như là cái này, ví dụ như chúng ta đặt IDT, hoặc là biến string string country chẳng hạn, ví dụ như này bằng rộng trước. Thì trong cái này chúng ta sẽ đặt thay đổi cái này country bằng Việt Nam vào đây. Ví dụ này. Đây là cái, một trong những cái cách mà chúng ta làm, có thể chúng ta làm nó nhìn nó tối ưu hơn và chúng ta có thể sử dụng cho nhiều trường hợp. Thì ví dụ như này, chúng ta thoát khỏi đây, nếu mà cái country chấm equal null, tức là cái này không bằng rỗng ấy, thì chúng ta đặt một cái dấu chấm than ở trước để phủ định nó. Thì ở đây chúng ta làm gì đấy, thì ví dụ chúng ta làm đơn giản nhất là country như này, đơn giản thế thôi. Thì tương tự như thế thì câu lệnh nó vẫn cứ yên ra giống như lúc nãy. Đây các bạn sẽ thấy. À quên. Chỗ này chúng ta phải đổi cái này đã. Ở đây các bạn sẽ thấy nó sẽ thay đổi giá trị đúng không? Thì ví dụ như chỗ này thì các bạn đừng có làm, ví dụ trong trường hợp các bài toán thực tế, tức là trong các trường hợp ứng dụng thực tế, các bạn có thể các bạn là insert vào database chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế. Thì đấy là ứng dụng của radio button. Ngoài ra radio button ở đây nó còn có một số vấn đề khác, ví dụ như là các bạn có nhiều hơn một nhóm của cái thằng radio button này thì các bạn làm nào, thì chúng ta cũng làm tương tự như thế. Các bạn cũng kéo thả những cái radio button khác vào đây, ví dụ như này. Thì bây giờ nếu mà chạy thì tất nhiên là nó chả thuộc vào cái nào cả. Các bạn có thể lựa chọn rất nhiều cái cùng một lúc ở đây. Đây các bạn sẽ thấy. Thì tương tự như cái lúc đầu chúng ta kéo một cái button group khác vào, xong rồi chúng ta cũng nhóm thằng này lại, ấn chuột phải chọn property, xong rồi là chọn cái button group là cái thằng thứ hai đây. Thì lúc này khi chúng ta chạy vào nó thì nó sẽ ăn một cái vào cái bên này, nó riêng rẽ vào thằng đấy đúng không? Thì như vậy là chúng ta có thể thêm rất nhiều nhóm khác nhau, thì tế tùy thuộc vào các cái ứng dụng thực tế của các bạn. Và trong cái sub code thì mình muốn chỉ cho các bạn thêm một tí nữa về cái sub code của cái radio button. Thì các bạn sẽ thấy đây là nó có, dụ cái group của chúng ta, button group của chúng ta là button group 2. Đây các bạn sẽ thấy thì nó có một lệnh add, tự add các cái thành phần. Ví dụ như đầu tiên thì chúng ta có cái frame đặt cái button group lên, xong đấy cái button group này lại đặt những cái radio button khác nó lên trên nó, thì như vậy nó sẽ nhóm được. Thì đó về cái lệnh. Thì trong trường hợp mà các bạn mà không sử dụng kéo thả wrap drop của NetBeans thì các bạn có thể lập trình bằng tay, thì các bạn chú ý cái lệnh này. Thì đấy cái lệnh cơ bản của cái button group. Thì đấy là toàn bộ về cái hướng dẫn liên quan đến radio button. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo của Blog Style Đinh Xe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.